Đây là một trong những thứ khá thú vị mà các bạn sẽ chỉ có thể dùng được với những cái điện thoại màn hình gập mà thôi. Đây là một cái đoạn video selfie mình quay lại bằng camera trước của con Galaxy Z Fold 5. Và các bạn cũng có thể thấy được là mình chỉ cần đặt nó trên bàn thôi. Và cái góc nó sẽ nghiêng nghiêng lên một chút xíu như này. Thì đương nhiên cái góc nó sẽ không được đẹp, nó hơi nặng nặng lên một chút xíu. Nhưng mà tổng thể chúng ta vẫn sẽ có thể linh hoạt được trong cái góc độ. Và chúng ta có thể tận dụng nó để làm những cái công việc mà nếu như sử dụng những chiếc điện thoại dạng thanh bình thường các bạn sẽ không bao giờ làm được. Và đây mới chỉ là cái camera selfie thôi. Các bạn cũng có thể thấy được là cái chất lượng quay video ra với 4K 60fps nó ok là như thế nào. Thậm chí là âm thanh nhá cũng đang được thu lại từ chính con Galaxy Z Fold 5 này. Và các bạn có thể thấy nó không phải là dạng vừa đâu. Và các bạn biết không, mức giá của chiếc điện thoại này tại OneWay đang quá tốt. Đúng rồi đấy, chỉ có 27 triệu XXX mà thôi, chưa đến 30 triệu cho một cái điện thoại gập xịn sò nhất của nhà Samsung. Và cái mức giá này đang có trong chương trình siêu thật giá chất tại OneWay. Nó sẽ diễn ra bắt đầu từ khoảng tầm ngày mùng 8 tháng 4 gì đó. Nên là ngay từ thời điểm này các bạn có thể click vào cái đường link phím dưới để chúng ta có thể cập nhật cái mức giá của những sản phẩm sắp tới sẽ được sale khá là hấp dẫn. Thậm chí có một vài sản phẩm đã được sale rồi đấy, nên các bạn có thể click vào để tham khảo một cách chi tiết hơn về mức giá của từng sản phẩm các bạn quan tâm nhé. Hôm nay thì mình sẽ nói về Galaxy Z Fold 5, nhưng chúng ta còn có rất nhiều sản phẩm khác nữa. Samsung Galaxy thì từ dòng A, dòng S, dòng Z này đủ hết. Rồi iPhone chính hãng đủ hết. Thậm chí cả Xiaomi, cả Techno, rồi rất nhiều những sản phẩm đồ công nghệ khác nữa cơ. Nên đường link phía dưới nhớ click vào để mà tham khảo nhé. Ok, cùng quay trở lại một chút xíu với cả Galaxy Z Fold 5. Thì đây thật sự là một cái điện thoại mình không sử dụng quá nhiều thời gian vừa rồi. Bởi vì cá nhân mình thì mình muốn thích thú với cả con Galaxy Z Flip 5 hơn. Nên cái thời điểm mà có cả Z Flip 5 và Z Fold 5 thì mình lựa chọn là Galaxy Z Flip 5 để mà sử dụng. Nhưng mà Galaxy Z Fold 5 thì nó là một cái sự gì đấy nó hoàn thiện hơn của con Galaxy Z Fold 4, với rất nhiều những cái sự nâng cấp có thể nói là cực kỳ đáng giá. Và quan trọng nhất gần đây thì chúng ta cũng đã mới được update cái Galaxy AI trên chiếc điện thoại này. Thế nên tất cả những yếu tố liên quan đến tính năng mới của Galaxy S24 Series thì cái điện thoại này nó có đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Ok chưa? Rồi, tiếp tục quay trở lại một chút xíu. Vậy tại sao chúng ta nên chọn cái điện thoại này? Nếu như các bạn đã có những chiếc điện thoại dạng thanh bình thường, ví dụ như các bạn đã có một cái điện thoại kiểu như Galaxy S24 Ultra, các bạn đã có những con iPhone hay các bạn đã có những chiếc điện thoại dạng thanh bình thường khác để chúng ta sử dụng hàng ngày, thì nếu như chúng ta dùng thêm một cái điện thoại dạng thanh khác nữa thì có thể là nó hơi nhàm chán. Thế nên lúc này mình nghĩ là một cái điện thoại màn hình gập nó sẽ mang lại một cái gì đấy nó cảm xúc nhiều hơn, nó mang lại một thứ gì đấy thú vị hơn. Và thật sự là bây giờ đi ra đường thì mình thấy là những người dùng điện thoại gập đang có cực kỳ là nhiều. Và Samsung cũng là cái tên phổ biến được cái dòng điện thoại gập này tại Việt Nam. Rồi, quay trở lại một chút xíu thì Galaxy Z Fold 5 nó hoàn thiện hơn với Galaxy Z Fold 4 được cái điểm gì? Đó là cái yếu tố liên quan đến cái bản lề. Các bạn có thể thấy là gập lại như thế này thì nó đã mỏng hơn một cách trông thấy này. Và cái phần bản lề này chúng ta đã khít hơn một cách trông thấy. Và rõ ràng với yếu tố như thế này thì yếu tố gọi là hoàn thiện của cái máy ấy, nó cũng đã trở nên ấn tượng hơn và tốt hơn rất nhiều so sánh với Galaxy Z Fold 4 trước đây. Cái quan trọng là Galaxy Z Fold 5 vẫn giữ lại được cái tiêu chuẩn kháng nước IPX8, vốn là điều mà gần như chưa có một chiếc điện thoại gập nào hiện tại có thể làm được ngoài Samsung. Và các bạn cứ tưởng tượng một điều là trong những cái môi trường mà chúng ta kiểu độ ẩm hơi cao và chúng ta muốn sử dụng điện thoại kiểu trong nhà tắm chẳng hạn, các bạn đi vệ sinh, các bạn muốn sử dụng điện thoại, các bạn đi tắm xông hơi ngâm bồn, các bạn vẫn muốn cầm điện thoại lướt, thì nếu như không phải Galaxy Z Fold 5, mình dám nói với các bạn một điều là các bạn sẽ không thể nào dùng được ở bất cứ chiếc điện thoại nào khác. Có thể lúc mới dùng nha thì những cái điện thoại màn hình gập khác nó chưa hỏng ngay đâu, nhưng hơi ẩm sẽ có thể len lỏi vào trong đấy. Và câu chuyện về lâu về dài thì đó mới là thứ các bạn sẽ cần phải quan tâm đến. Nó dễ chết lắm các bạn ạ. Còn đương nhiên với cái máy này có tiêu chuẩn kháng nước, nó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì Galaxy Z Fold 5 chúng ta cũng được nâng cấp rất nhiều về yếu tố liên quan đến cái camera. Nâng cấp về cái hiệu năng lên Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Và nó cũng sẽ tối ưu một yếu tố khác rất tuyệt vời, đó là thời lượng pin. Bản chất thì Galaxy Z Fold 4 trước đây thời lượng pin của nó không phải là quá tệ. Nhưng các bạn cứ hiểu đơn giản là cái vấn đề của Snapdragon 8 cộng Gen 1 thì nó không thể nào tối ưu pin được tốt giống như là Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 trên con Galaxy Z Fold 5 này. Cái này thì không thể trách Samsung được các bạn ạ. Trách thì trách Qualcomm thôi.
Ok, 8 Gen 1, 8 cộng Gen 1 so sánh với 8 Gen 2 nó là một thứ gì đấy nó quá khác biệt về mặt tối ưu thời lượng pin, tối ưu nhiệt độ và quá trình các bạn sử dụng. Vậy nên không cần phải thay đổi quá nhiều, nhưng Galaxy Z Fold 5 nó vẫn cho một cái trải nghiệm sử dụng pin hàng ngày một cách tốt hơn, thoải mái hơn, và thậm chí dùng hàng ngày nó cũng sẽ cảm thấy nó bớt nóng hơn và nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Và đó cũng rõ ràng là một cái yếu tố mà các bạn có thể thấy là Z Fold 5 hoàn thiện tốt hơn khá là nhiều. Cái bản lề này thì rất là mượt mà, trơn tru, và các bạn có thể để ở bất cứ góc nào các bạn muốn một cách rất là ok. Và cái bản lề này thật sự luôn là nó cũng tạo nên một cái thứ gì đấy khá là khác biệt so sánh với phần lớn những cái mẫu điện thoại gập các bạn đang thấy trên thị trường. Tuy nhiên thì cái điểm mà chúng ta vẫn cần phải nhắc đến cái nếp gấp này này, đấy, các bạn thấy không, nó sẽ lộ khá là nhiều. Thì có thể trong năm nay, cuối năm nay ấy, thì Samsung mới cải thiện cái vụ nếp gấp này một cách rõ rệt hơn thôi. Chứ bây giờ thì chúng ta vẫn sẽ phải chấp nhận yếu tố này. Bật những cái nội dung màn hình sáng như thế này thì các bạn sẽ không nhận ra được quá nhiều cái nếp gấp đâu. Nhưng mà chúng ta sử dụng trong những cái nền tối hoặc tắt màn hình đi thì các bạn sẽ thấy yếu tố này cực kỳ là rõ rệt. Có một cái yếu tố khác nữa liên quan đến Galaxy Z Fold 5 ấy, thì đó là cái màn hình phía bên ngoài. Các bạn có thể thấy là nó rất là hẹp chiều ngang. Vậy nên khi cầm trên tay chúng ta sẽ có cảm giác nó gọn gàng. Tuy nhiên thì dùng như thế này thì nó sẽ hơi khó chịu một chút xíu, bởi vì cái bề ngang nó hơi bé quá, nên là trong nhiều tình huống các bạn mà gõ bàn phím ấy, thì nói chung là các bạn cũng sẽ cần phải mất đôi chút thời gian để chúng ta có thể làm quen lại được. Mà khi đã gõ quen cái bàn phím này thì đến lúc mà gõ sai những cái bàn phím điện thoại thông thường kiểu khác như thế này này thì các bạn sẽ cảm thấy nói chung là cũng ối dồi ôi về cái sự khó chịu ấy, tại vì kích thước của nó là khác biệt nhau quá nhiều. Nên nói chung thì anh em có thể cân đối vì yếu tố này. Và không thể phủ nhận được một cái thứ khác, đó là những cái yếu tố liên quan đến cái màn hình gập thì chúng ta có thể làm được quá nhiều thứ khác biệt. Các bạn cứ thử tưởng tượng màn hình rất lớn như này chia ra nhiều những ứng dụng cùng một lúc để chúng ta có thể hoạt động song song hai bên, nó quá ok đúng không? Chúng ta có thể tận dụng cái màn hình phía bên ngoài này để chúng ta có thể sử dụng cái camera sau để quay video, selfie hay là làm bất cứ thứ gì đó các bạn muốn với một cái màn hình full view quá sướng như thế này. Hay thậm chí là với cái khả năng chụp hình quay video của Galaxy Z Fold 5 thì nó cũng mang lại một trải nghiệm cực kỳ tốt cho dù cái nhu cầu nào của bạn đi chăng nữa. Chụp hình, quay video, vlog, mọi thứ đều ok hết. Thế, các bạn nghĩ sao? Z Fold 5 thì hơi tiếc nhẹ một cái là cho dù mức giá của nó khá là cao, thế nhưng mà cái công nghệ sạc mà cái điện thoại này hỗ trợ chỉ là 25W. Và với thế giới điện thoại Android flagship bây giờ thì 25W này bị coi là sạc chậm rồi. Vậy thì các bạn có chấp nhận được yếu tố này hay không? Chứ còn lại với cá nhân mình đánh giá thì ngoài cái vụ nếp gấp này ra thì rõ ràng Galaxy Z Fold 5 chúng ta có một sự tối ưu quá tốt về mặt phần mềm, về mặt trải nghiệm sử dụng, hay thậm chí là về cái mặt liên quan đến cái độ bền với cái tiêu chuẩn kháng nước IPX8. Và giá chính hãng của nó thực sự là rất tốt tại Việt Nam, đặc biệt là tại OneWay nữa. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Hãy comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.